Một số sai lầm khiến anh chị có thể mất tiền tỷ khi đầu tư bất động sản. Phần 1, đó là anh chị không biết giá của một cái khu vực nào đó mình đầu tư và bị một cái bạn môi giới nào đó không có tâm hoặc là không có hiểu biết thuốc anh chị. Và khoảng thời gian vừa qua, Hiệp nhận được một cuộc gọi của một anh nhờ Hiệp bán một cái mảnh đất ở sát khu Nova World Tiến Thành Phan Thiết Bình Thuận anh chị. Và anh nói với Hiệp là anh mua với giá hơn 3 tỷ, nhưng thực chất khoảng thời gian mà anh mua, giá thị trường ở khu vực đó chỉ khoảng từ 2 tỷ đến 2 tỷ 2 thôi anh chị, và anh đã mua đắt khoảng 1 tỷ. Và bây giờ anh nói Hiệp là Hiệp có thể bán để anh thu hồi vốn, cái số vốn anh bỏ ra được hay không, thì xin trả lời với tất cả mọi người là Hiệp sẽ không bán được với mức giá này, và nếu có bán được thì Hiệp cũng không làm, anh thông cảm nha. Bởi vì Hiệp không thể đẩy rủi ro của người này qua cho người khác nhận được, cho nên anh chị thông cảm. Và trong quá trình đầu tư thì có rất nhiều nhà đầu tư và thậm chí nhà đầu tư chuyên nghiệp có những cái sai lầm là chuyện hết sức là bình thường. Nhưng vấn đề của chúng ta là chúng ta học hỏi gì được từ những cái sai lầm này, và chúng ta đối diện với lại sai lầm này như thế nào là hợp lý, chứ không thể nào là không có sai lầm. Và trong chuỗi video này, Hiệp sẽ chia sẻ những cái sai lầm thường gặp của các nhà đầu tư, và chắc chắn nó sẽ giúp anh chị rất là nhiều trong quá trình đầu tư bất động sản. Hãy đón xem cái chuỗi video này, nó sẽ hữu dụng cho anh chị rất là nhiều nhé. Cảm ơn anh chị đã xem. Bye bye anh chị, chúc anh chị có những suất đầu tư thật là hiệu quả nhé.